Xin chào tất cả mọi người. Dạo gần đây, mình không chỉ nhận được những dòng tin nhắn nhờ vả xem chỉ tay, xem ngày tháng năm sinh tử vi, mà còn có những dòng tin nhắn và gửi những hình ảnh về những hàm răng. Thầy ơi, có thể giúp tôi là xem cái hàm răng của tôi là tốt hay xấu, sau này nó sẽ nói lên là cái điềm báo như thế nào, và hàm răng này của tôi đã đẹp hay chưa, sau này có cần sửa nữa hay không, và nếu sửa thì sửa theo cái hình dáng ra sao, thầy có thể tư vấn cho tôi được không? Thì nhân đây, đến với video ngày hôm nay, mình xin chia sẻ những cái mẫu răng tốt và những cái mẫu hàm răng xấu, nói về tương lai của các bạn về sau này. Đây đều là những cái mẫu răng cơ bản nhất chúng ta hay gặp. Mọi người có thể nhìn vào đây để tự đoán tương lai của mình ra sao, và có thể tự sửa chữa dùng những cái phương pháp can thiệp như là phẫu thuật, chỉnh sửa nha khoa. Thôi, sau đây xin mời mọi người hãy lắng nghe. Thứ nhất, răng hổ. Sở dĩ hàm răng được gọi là răng hổ khi dáng răng giống với răng của hổ, một loại động vật thích ăn thịt. Chúng có một hàm răng sắc nhọn, hai nanh dài và lớn dùng để cắn xé thịt thành nhiều khúc, và người có răng hổ cũng có đặc điểm tương tự với răng nanh hàm trên dài nhọn và lớn nhô ra phía ngoài. Phần răng cửa to đều đặn nằm sát khít nhau. Người sở hữu răng hổ, cả nam lẫn nữ, đều là người có tính cách hoạt bát, thích tự do. Họ là người dễ dàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, luôn giải quyết công việc một cách nhanh chóng nhất, có duyên ngầm và được nhiều người tín phục, và dễ dàng trở thành người vinh hoa giàu có. Ngoài ra, nếu họ biết lựa chọn con đường nghệ thuật để phát triển thì có thể thành công ngay ở độ tuổi niên thiếu. Tuy nhiên, đường tình duyên của họ thì không mấy thuận lợi, bởi vì sẽ gặp nhiều trắc trở, dễ xảy ra chuyện đổ vỡ hôn nhân, và cũng rất vất vả về đường con cái. Thứ hai, răng hạt lựu. Hình dáng răng giống như hình hạt lựu, răng hơi nhỏ, men răng phía ngoài rất bóng, nhìn vào trong như có hạt nhân nằm trong làn men, hay có tên gọi khác là răng hạt ngô, bởi vì răng có hình dáng vuông đều nhau như hạt ngô. Những người tin vào tử vi tướng số thì lại càng mong muốn có được hàm răng này hơn bất kỳ ai khác, bởi đây là một trong bốn tướng răng tốt mà nếu bạn sở hữu thì cuộc đời sẽ có nhiều may mắn, thuận lợi. Những người con gái có dáng răng hạt lựu thì luôn tháo vát, có cái nhìn rộng, có thể bao quát được mọi việc sắp và đang xảy ra trong cuộc sống và công việc của mình. Sẽ là người tự tin, hiền lành, hòa nhã, dễ thương, nên được nhiều người đồng nghiệp quý mến. Về tình duyên thì những người con gái có dáng răng này thường có tình duyên thuận lợi, vui vẻ, hạnh phúc. Bến đỗ của họ sẽ là người đàn ông thành đạt và hết mực yêu thương họ. Cũng giống như người con gái, răng hạt lựu, đường tình duyên và công danh của người đàn ông có dáng răng này cũng vô cùng thuận lợi. Họ được đánh giá là người thông minh, nhanh nhạy và có thể nắm bắt được mọi vấn đề một cách nhanh chóng, nên con đường sự nghiệp của họ sẽ thuận lợi, ít kẻ ngáng đường và dễ đạt được thành công trên mọi phương diện. Thứ ba, răng ngắn và cười hở lợi quá nhiều. Đa phần người có tướng răng ngắn đều lận đận trong cuộc sống. Về mặt tướng số, những người này thường bị coi là có những tính cách khó ưa và ít được lòng mọi người. Gặp người có răng quá ngắn, hở lợi, nên trừ hao lời nói của họ, và họ thường có tài xếp đặt câu chuyện thành quan trọng.
Ngoài ra, răng quá ngắn thế nào cũng phải lận đận về tiền bạc lẫn đường tình duyên trong một khoảng thời gian dài nhất định. Thứ tư, người có răng lộn xộn là tình trạng răng mọc sai vị trí, sai phương hướng hoặc chiều. Răng mọc chen chúc lên nhau, không có một trật tự chính xác như răng bình thường. Người sở hữu hàm răng lộn xộn hay gặp nhiều thị phi nên khó đạt được thành công. Tính cách của họ sẽ là hơi nhút nhát nên khó có thể làm được những việc đại sự, chỉ thành công ở những cái việc mà nhỏ và khó thành công được những chuyện lớn lao. Ngoài ra, người sở hữu răng lộn xộn cũng dễ bị bệnh tật và sẽ hay gặp những tai nạn. Mẫu răng thứ 5, răng thưa, là răng xuất hiện nhiều kẽ hở giữa các kẽ răng. Người sở hữu răng này tính tình thường thay đổi thất thường và là người không đáng tin cậy. Cuộc đời thường làm ăn bị hao tán bất thình lình, gặp nhiều phen phá sản, của cải cũng tìm đường đội nón ra đi bằng mọi cách.